chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh Nhà Đất Đồng Nai. Khu vực sông đánh giá cực kỳ tiềm năng tại thời buổi hiện tại. Hiện tại thì sông đang đứng trước trường Long Thọ cơ sở 2 tại khu tái định cư Long Thọ anh chị. Khu vực này thì em sẽ nói vào cái video là 15 phút phân tích cái tiện ích cũng như là cái cơ sở để cho anh chị đầu tư khu vực này và tại sao mà sông nói khu vực này cực kỳ tiềm năng anh chị nhé. Hôm nay thì sông giới thiệu tới quý anh chị và nhà đầu tư một cái lô đất ngay cổng trường học, chỉ cách lô gốc thôi anh chị. Đối với cái lô này thì anh chị sau này kinh doanh mua bán các cái mặt hàng cho học sinh hoặc là các cái quầy nước, đồ ăn vặt là cực kỳ tốt anh chị nhé. Lô đất 125m², ngang 5m, dài 25m, bán giá 2,6 tỷ anh chị. Lô đất này thì không dính cống thoát nước anh chị nhé. Còn cái cống trong hay là cái cống điện anh chị, đường dây điện nó chạy phía dưới đó, kính bích không sao cả. Anh chị sau này anh chị mua về thì ưng trám hồ thêm thì anh chị trám. Lô đất này là bên cạnh lô gốc anh chị. Lô gốc là có xây tường bao rồi. Để em quay ra phía sau cho anh chị xem. Thì bên cạnh cái tường này anh chị nhá, ngang 5m, còn cái tường này là thuộc lô gốc rồi. Dài 25m là vô tới trong kia đó. Khu vực là đất cao ráo anh chị. Đường thì là đường nhựa 17m anh chị nhé. Lòng nhựa là 9m, mỗi bên đi bộ là 4m. 125m đất thổ cư, sổ sẵn công chứng ngay ngay cổng trường học, bán giá 2,6 tỷ. Anh chị nào đầu tư thì liên hệ cho Sông nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Khu tái định cư Long Thọ là khu vực cực kỳ tiềm năng, có mặt tiền là trục chính của huyện Nhân Trạch là đường Hùng Vương và một trục đường xuống thành phố Vũng Tàu trong tương lai, đó là trục đường Trường Chinh hay còn gọi là đường Liên Cảng. Trong dự án tái định cư Long Thọ có các cái khu tiện ích rất là rộng lớn. Đây, sông đang đứng giữa khu công viên rộng 1 hecta tại tái định cư Long Thọ, có trường mẫu giáo đã hoạt động 2 năm, sau lưng trường mẫu giáo là trường cấp 2 hoạt động 1 năm. Tái định cư Long Thọ là đất dân, đất nhà nước cấp cho dân, không phải là dự án tư nhân. Do vậy nên cái tỷ lệ xây dựng của nó là 100%. Anh chị xây nhà cao tầng và hoàn thiện thì anh chị chừa theo khung phép của nhà nước, còn không thì anh chị sẽ được xây dựng tự do. Trường mẫu giáo là hoạt động 2 năm, đối diện với khu vực trường mẫu giáo là công viên rộng 1 hecta nằm giữa khu tái định cư Long Thọ thuộc xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong này thì có 2 dòng sản phẩm, đó là dòng phụ 80m², ngang 4m, dài 20m, và dòng chính là dòng 5x25, tổng diện tích là 125m². Ở đây đường đi là đường nhựa 17m, lòng nhựa là 9m, mỗi bên đi bộ là 4m. Để em quay xung quanh cho anh chị cũng như là tiện ích trường cấp 2. Anh chị đánh giá khu vực này. Mặt tiền của nó thì có 2 mặt tiền, mặt tiền đường Hùng Vương và một mặt tiền Liên Cảng hay còn gọi là đường Trường Chinh.
đây là góc phía đông nam của tái định cư Long Thọ. Đây là hướng lên hướng bắc anh chị. À, là lô góc hướng đông nam thì có đường Hùng Vương phía ngoài. À, và trường cấp 2. Thì trường cấp 2 này là hai mặt tiền. Mặt tiền đường tái định cư và mặt tiền đường Hùng Vương. À, với lý do an toàn cho học sinh cấp 2. À, nên cổng trường cấp 2 sẽ quay vào tái định cư để cho cán bộ cũng như là học sinh ra trường không bị đụng độ với các cái xe đang lưu thông nhiều anh chị. Vì đường Hùng Vương là đường có mật độ giao thông đông nhất của huyện Nhân Trạch. Giờ em chạy ra đường Hùng Vương và chạy bao xung quanh khu tái định cư cho anh chị xem. Đây là đường Trường Chinh, đường liên cảng đất tái định cư Long Thọ, có khoảng 300 nền, 5 × 25 m, mặt tiền đường liên cảng. Hướng này là hướng xuống cảng Phước An, xuống khu công nghiệp 7, xuống cao tốc Bến Lức Long Thành. Em chia sẻ thông tin cho anh chị và quay thực tế để anh chị đánh giá giai đoạn năm 2024 đến năm 2030 có đáng để đầu tư không anh chị nhé. Đây là nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành và đường liên cảng, đường Trường Chinh anh chạy.
Đối với dự án tái định cư Long Thọ thì từ vị trí dự án tới cảng Phước An là đúng 8 km, và tới cao tốc Bến Lức Long Thành này là 2 km anh chị. Khu vực này là vòng xoay lớn, có nút giao lên xuống anh chị nhé. Đây là cái dạng như là ngõ tư giao lộ giữa đường cao tốc và đường liên cảng. Em chạy xuống cảng chia sẻ cho anh chị và nhà đầu tư thông tin đang xây dựng cũng như là tiềm năng của khu tái định cư Long Thọ. Từ cảng Phước An lên 4 km theo hướng Tây Bắc là tới trạm thu phí anh chạy đường Trường Chinh, hay còn gọi là đường liên cảng, đang gấp rút xây dựng các cái hạng mục cơ bản nhằm đưa vào khai thác trong quý tư năm 2024 này anh chạy nhé. Theo em đánh giá là khu vực đông nam của huyện Nhân Trạch cực kỳ tiềm năng là do vậy. Đây là trạm thu phí vô khu vực cảng Phước An cũng như là đường cầu Phước An anh chị nhé. Theo trục đường Trường Chinh 8 km từ tái định cư Long Thọ xuống theo hướng đông nam là anh chị tới cảng Phước An. Cảng Phước An là khu vực rộng 300 hecta, giai đoạn đầu nó triển khai là 100 hecta anh chị. Khu vực mà chính của nó là khoảng 10 hecta, còn lại là đất phục vụ để kho bãi anh chị. Đó là khu vực đất kho bãi. Đây là hướng Tây Bắc, chạy theo hướng Đông Nam là chạy hướng này xuống khu vực cảng Phước An. Theo em đánh giá thì khu tái định cư Long Thọ là khu vực cực kỳ tiềm năng cho giai đoạn năm 2024 đến năm 2030. Từ cảng Phước An anh chị chạy lên khoảng 2 km là sẽ có gặp cái ngõ ba chia làm hai nhánh, một nhánh là xuống cảng còn một nhánh là xuống cầu Phước An. Đó, những cái trụ cầu anh chị đang đang đó anh chị nhé, trụ cầu ngoài sông, trụ cầu liên tiếp đó. Đó là trụ cầu cầu Phước An xuống Phú Mỹ và đi Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nhé.
khu vực tái định cư Long Thọ là khu vực cực kỳ tiềm năng, đáng để đầu tư. Đây là cái video quay tiện ích của khu tái định cư Long Thọ anh chị nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Link thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.